Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, vào chiều qua 29 tháng 4 tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao, trưởng Ban Đối ngoại Đảng Hành động Nhân dân Singapore PAP Vivian Balakrishnan. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định, Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao quan hệ giữa hai đảng ngày càng phát triển tốt đẹp và thực chất thông qua nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore một lần nữa chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội 13, chúc mừng Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương bất chấp tác động tiêu cực của dịch bệnh. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore nhấn mạnh, Đảng PAP và Chính phủ Singapore coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, đề nghị tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Bộ trưởng Vivian Balakrishnan bày tỏ hai bên chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng, trong đó có các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Sáng cùng ngày tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng khu dân cư Bằng La. Như vậy là sau hai đợt bàn giao nhà ở thì đến nay toàn bộ 39 gia đình đồng bào Mơ Nông ở thôn 1 xã Trà Leng, nơi xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng vào tháng 10 năm 2020 đã có chỗ ở mới an toàn. Khu dân cư Bằng La có tổng diện tích 6 hectare, được phân thành 81 lô nhà ở, trước mắt bố trí cho 39 hộ bị sạt lở nhà ở hoàn toàn. Tổng giá trị xây dựng 39 căn nhà là gần 6 tỷ đồng do Tập đoàn Thaco, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cùng với các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm tài trợ. Mỗi ngôi nhà tặng cho bà con có diện tích hơn 50m², được xây dựng theo mô hình nhà sàn truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My, trị giá mỗi căn nhà là 150 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Quảng Nam đang tiếp tục hỗ trợ các điều kiện phục vụ sản xuất, chăn nuôi, bố trí đất sản xuất cho các hộ bị mất đất canh tác nhằm tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng sạt lở. Tiếp tục di rời, sắp xếp lại dân cư, nhất là di rời các hộ dân tại nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống đến nơi ở an toàn. Sau buổi lễ khánh thành khu dân cư Bằng La, huyện Nam Trà My đã khởi công xây dựng công trình trường mẫu giáo xã Trà Leng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước diễn biến có chiều hướng phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam có văn bản chỉ đạo khẩn số 1017 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu từ 18 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2021 tạm thời đóng cửa và dừng đón khách tại khu du lịch Tam Trúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, dừng các lễ hội, hoạt động, sự kiện tập trung đông người, các hội nghị không cần thiết đến khi có thông báo mới, tạm dừng các hoạt động kinh doanh, karaoke, massage, trò chơi điện tử online và offline, các khu vui chơi giải trí đến khi có thông báo mới, rà soát, hoàn thiện, kích hoạt toàn bộ lực lượng, phương án phòng chống dịch COVID-19 ở tất cả các cấp. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố phải báo cáo tình hình hàng ngày về cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế Hà Nam những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, vào chiều ngày 29 tháng 4, Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức giao ban báo chí quý 1. Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết đã có văn bản quyết định tạm dừng nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật, ẩm thực có tính chất tập trung đông người trên địa bàn vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã họp và thống nhất việc tạm ngừng các chương trình trong dịp lễ, như là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào đêm ngày 30 tháng 4 tại công viên 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa, đêm mùng 1 tháng 5 tại công viên Cột Cờ Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu. Theo ông Trần Văn Tuấn, tỉnh vẫn đang tiếp nhận rất nhiều chuyên gia nước ngoài, người Việt ở nước ngoài, các thuyền viên tàu nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại địa bàn. Trong tình hình này, dù các sự kiện đã được chuẩn bị sẵn sàng hoặc đang hoạt động nhưng phải tạm dừng để bảo vệ an ninh sức khỏe cộng đồng, tránh tình trạng dịch bùng phát và phải tiến hành giãn cách xã hội. Liên quan đến việc 12 thuyền viên trên tàu Đại Dương Sea có kết quả dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, ngày 28 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc số 4520 và đã tiếp nhận các thuyền viên nói trên để đưa về Trung tâm Y tế huyện Long Điền điều trị. Hiện tại, ngành du lịch tỉnh đã sẵn sàng các chương trình đón khách du lịch và phòng chống dịch an toàn trong mùa lễ. Thưa quý vị, hàng năm vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, di tích Đảo Cò, huyện Thanh Miện của tỉnh Hải Dương đón nhận hàng nghìn lượt khách đến tham quan. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên Ban Quản lý khu di tích đã đóng cửa không tiếp khách để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Ngay từ sau Tết, tình hình dịch bệnh ở Hải Dương rất phức tạp. Ban quản lý đã dừng đón khách đến tham quan vui chơi. Theo dự kiến, dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, lượng du khách đến tham quan tại khu di tích danh lam thắng cảnh quốc gia này cũng rất đông. Huyện Thanh Miện cùng các cấp chính quyền địa phương và ban quản lý khu di tích đã thông báo đóng cửa, không tiếp khách đến tham quan để phòng chống dịch COVID-19. Ban quản lý đã cho dừng các hoạt động đóng cửa di tích và thông báo trên trang của di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò, cũng như là phản ánh ở trên hệ thống đài truyền thanh của xã và tuyên truyền nhân dân cũng như là du khách là không nên đến, ý là tạm dừng, Đảo Cò tạm dừng hoạt động thì không đón du khách nữa. Hiện tại, ban quản lý khu di tích chỉ để lại 2 cán bộ thay phiên để trông nom và bảo vệ tại khu di tích. Các hộ gia đình xung quanh cũng được ban quản lý thông báo không dẫn khách tham quan cũng như không tiếp khách tham quan để phòng chống dịch bệnh. Hàng ngày là có 2 người thường trực, một là để trông nom bảo vệ cái tài sản chung của nhà nước tại nơi vị trí, hai là quét dọn về nhắc nhở nếu có du khách mà người ta không nắm được cái tinh thần quy định chung mà có về thì nhắc nhở người ta quay lại, không tiếp đón thì không có mở du lịch tại khu vực cảnh quan. Đóng cửa khu di tích trong dịp này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của khu di tích. Tuy nhiên, ban quản lý đã yêu cầu các hàng quán và người dân xung quanh nghiêm túc thực hiện để phòng chống dịch bệnh tốt nhất. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua 29 tháng 4, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao tặng thiết bị phòng chống dịch COVID-19 cho tỉnh Khăm Muộn của Lào. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình và đồng chí Văn Sai Phong Sa Văn, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn đã dự buổi lễ. Tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã trao thiết bị phòng chống dịch COVID-19 cho tỉnh Khăm Muộn, bao gồm máy phun hóa chất, máy tạo oxy, nhiệt kế, khẩu trang y tế, trang phục chống dịch và một số nhu yếu phẩm khác. Tổng giá trị các phần quà trao tặng cho Khăm Muộn là 2 tỷ đồng. Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình đã chia sẻ trước những khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn do dịch COVID-19 gây ra. Những phần quà mà tỉnh Quảng Bình trao tặng lần này sẽ góp phần giúp tỉnh Khăm Muộn vượt qua khó khăn trước mắt, sớm chiến thắng đại dịch. Đồng thời, Bí thư tỉnh ủy mong muốn tỉnh Khăm Muộn tiếp tục quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Khăm Muộn vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, đề nghị lực lượng vũ trang hai tỉnh đoàn kết, chung sức xây dựng biên giới trên bộ giữa hai nước Việt Nam-Lào, hòa bình, hữu nghị, an toàn trong dịch COVID-19. Bí thư tỉnh trưởng Sai Phong Sa Văn cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Bình dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn. Bí thư tỉnh trưởng đã thông tin thêm về công tác phòng chống dịch COVID-19 của Khăm Muộn, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng các thiết bị mà Quảng Bình trao tặng một cách hiệu quả, thiết thực nhất, góp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, khuyến khích người dân công đức bằng tiền qua chuyển khoản, phương thức điện tử là nội dung đáng chú ý của dự thảo mới đây của Bộ Tài chính. Dự thảo này nhằm hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Các đơn vị tổ chức lễ hội, cơ sở quản lý di tích tiếp nhận công đức, tài trợ cho lễ hội phải mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại hoặc tại kho bạc nhà nước. Mục đích để phản ánh các khoản thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, quản lý di tích và hoạt động lễ hội. Trường hợp đơn vị tổ chức lễ hội, cơ sở quản lý di tích là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại để tiếp nhận và quản lý tiền công đức, tài trợ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đưa ra cảnh báo trong khoảng từ tháng 5 trở đi, nguồn cung thịt gia cầm sẽ bị thiếu hụt nếu người chăn nuôi vẫn tiếp tục bỏ chuồng, không tái đàn vì giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Theo Cục Chăn nuôi, thì giá thức ăn chăn nuôi sẽ còn tăng từ 5 tới 10% nữa để lên mặt bằng giá mới, dần ổn định từ tháng 7. Và điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới chăn nuôi gia cầm. Hiện giá gà thịt vẫn ở mức khá thấp, dao động từ 21.000 đến 31.000 đồng 1kg. Theo dự báo, nhu cầu năm 2021, sản lượng thịt gia cầm cần khoảng 1,5 triệu tấn, trứng gia cầm cần 14,7 tỷ quả. Giá các loại nguyên liệu chính để sản xuất thức ăn chăn nuôi như là ngô, đậu tương, bột cá đã bắt đầu tăng từ tháng 10 của năm 2020 và liên tục tăng cao đến thời điểm hiện nay với mức tăng trung bình là từ 30 tới 35%. Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi là đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên khi hầu hết đều trong tình trạng bị thiếu hụt nguồn cung, vừa sản xuất vừa chờ nguyên liệu dẫn đến hoạt động sản xuất bị đình trệ. Cục Chăn nuôi khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi cần áp dụng tối đa các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ cao trong chăn nuôi về chuồng trại, thiết bị con giống, quản trị trại thật tốt, giảm chi phí nhập khẩu các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bằng các chính sách thương mại.
Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì nhiều sản phẩm tã bìm gắn mác nội địa đang được ưa chuộng với những lời quảng cáo có cánh. Hàng nội cấp, mỏng, nhẹ, thấm hút tốt gấp từ 2 tới 3 lần so với hàng chính hãng, giá rẻ bằng một nửa so với giá thị trường. Và các sản phẩm tã bìm không rõ nguồn gốc xuất xứ này được bán chủ yếu trên các trang thương mại điện tử, trên mạng xã hội và cả những đại lý ở vỉa hè. Chị Hạnh ngụ tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội mới sinh em bé được 2 tháng nay. Ban đầu chị cũng từng thử mua bìm nội địa Trung Quốc trên mạng cho con trai dùng, nhưng cho biết chất lượng không như mong đợi. Lúc mới sinh tôi có xem qua, tham khảo qua bạn bè với cả ở trên mạng có quảng cáo bìm Jumbet, thì tôi có mua về dùng thử. Thì độ thấm hút nó không được bằng các cái bìm khác, mà mông con lại bị sần. Trong khi lúc mà tôi xem lại bịch bìm thì thấy không có nhãn mác tem phụ, nên là tôi không dùng bìm đấy nữa. Dạo qua phố Hàng Buồm, lượng bìm đóng gói trong nước và ngoại nhập không có tem nhãn phụ được bán chạy vì giá thành khá rẻ. Trung bình một bịch bìm này có giá 125.000 đồng, trong khi bìm ngoại nhập rơi vào tầm gần 300.000 một bịch. Tôi thường mua bìm cho cụ đây này, và sản xuất thì tại Việt Nam. Đấy, đây này, cỡ thế thôi. Tã quần. Những tài xế chở hàng cho biết muốn số lượng bao nhiêu cũng có, và chỉ 2 tiếng từ khi đặt hàng là có hàng. Khi được hỏi chỗ nhập hàng, họ chỉ bảo ở Sóc Sơn, Hà Nội. Khi phóng viên xin được phỏng vấn, hầu hết các đại lý ở đây đều từ chối. Bìm này có một số người ta dùng thôi, có một số người ta dùng. Tại vì nó cũng cái lượng tiêu thụ ít lắm em ạ, chậm lắm. Jumbet ấy thì cũng có một số người ta mà hàng của Trung Quốc nó mang về thì người ta cũng dùng. Nhưng bây giờ gần đây thì nói chung nó hạn chế, người ta không dùng mấy. Tã bìm có giá thành rẻ thường chưa được kiểm định tiêu chuẩn nên độ thấm hút kém, dễ gây kích ứng da, chưa kể đến những hệ lụy khác về sức khỏe. Bởi vậy người tiêu dùng nên cẩn trọng và cân nhắc khi lựa chọn các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ này.